Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quân khu 1 và Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị phối hợp triển khai thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh quân khu và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến 16 giờ ngày mùng 9 tháng 3, toàn tỉnh có 2.775 người được quản lý, theo dõi tự cách ly tại nơi cư trú, Số người được đưa đến điểm cách ly đi tập trung là 210 người, gồm 191 người Việt Nam và 19 người Trung Quốc. Ngoài 4 điểm cách ly của Bộ Chỉ huy quân dự tỉnh, tại trung tâm y tế các huyện, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đều được tăng cường các trang thiết bị y tế, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Các phương án bố trí bệnh viện giã chiến, triển khai xét nghiệm COVID-19 được thực hiện chặt chẽ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương cho biết, tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao cho công tác phòng chống dịch, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch từ xa, quản lý chặt chẽ những người nhập cảnh vào tỉnh hàng ngày. Bên cạnh đó, tiếp tục ra soát, lập danh sách các đối tượng cần cách ly, đưa đến điểm cách ly, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo kế hoạch hậu cần đã được phê duyệt. Xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện giã chiến số 1 tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh khi có quyết định thành lập. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Đồng thời, bố trí thêm các điểm cách ly, tại các điểm cách ly cần quan tâm tạo môi trường, điều kiện ăn ở, sinh hoạt để công dân yên tâm. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị đón nhận, cách ly các đối tượng do Bộ Quốc phòng giao, thường xuyên nắm bắt, báo cáo tình hình để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.